Chào mừng anh em đã đến với tiết mục phá xe của người nông dân. Minx là một con quái vật mà người chơi phải tự thuần hóa nó. Ghê không? Nếu anh em muốn biết thêm về những cái bệnh của xe Minx hoặc là cách tự sửa chữa rồi thay thế thì còn chờ gì nữa, đăng ký cái kênh YouTube của tôi đi. Và ở đây tôi không có chia sẻ cách độ xe để đua, cũng không có chia sẻ cái cách độ xe về zin, mà tôi chỉ chia sẻ cho anh em cái cách là thuần hóa con min để chiếc xe nó phục vụ mình, chứ mình đừng có đi phục vụ nó tốn kém đau đầu mất thời gian lắm. Ở đó tôi chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái tôi học được và những cái trải nghiệm của tôi với cái con quái vật Minsk. Thế thôi, chứ ở đây không có buôn xe hay là bán phụ tùng gì cả. Suốt ngày ăn rồi tháo xe, rồi tháo kiểu này rồi chắc bán cho chai sớm quá.